Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại lại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Xong, họ lại đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Suy niệm: qua dụ ngôn 10 cô trinh nữ, Đức Giêsu muốn cảnh báo đến mỗi Kitô hữu về sự sẵn sàng chuẩn bị cho ngày Ngài đến. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần đề cập đến điều này. Ngài còn ví ngày đó đến cách thình lình, giống như kẻ trộm trong đêm, vì chủ nhà không thể đoán trước được thời điểm nào để phòng. Hình ảnh Chúa đến trong bài tin mừng hôm nay được sánh ví trong bầu không khí vui tươi của một đêm tân hôn đón chàng rể. Đó là bầu khí của lễ hội. Do đó, các thành viên được mời tham dự cũng cần trang bị cho mình những thứ cần thiết phù hợp với bầu không khí hân hoan này. Nhất là đối với những cô được trao trọng trách phù dâu, ngoài việc y phục xứng với lễ cưới, còn cần chuẩn bị chu đáo đèn sáng trong tay cùng với lượng dầu dự trữ, để chàng rể đến bất kỳ giờ nào trong đêm cũng có thể sẵn sàng ra nghênh đón. Giáo hội cũng được mệnh danh là hôn thê của Đức Giêsu, luôn luôn chờ mong ngày vị phu quân của mình trở lại. Cũng trong tâm trạng ấy, các Kitô hữu được mách bảo trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội rằng: Cả cuộc đời là một đêm vọng canh thức liên tỷ để chờ đón ngày Chúa đến vào giây phút cuối đời của mỗi người. Bộ áo trắng và nến sáng lãnh nhận trong ngày ấy luôn luôn cần được bảo quản tươm tất để tiến ra nghênh đón người và cùng người bước vào dự yến tiệc thiên quốc. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức rằng cuộc đời là một hành trình tiến về nhà Chúa, quê hương đích thực mà chúng ta sẽ là công dân, được mệnh danh là đồng hương với các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa khi còn ở thế gian, cũng sẽ cùng các ngài chung hưởng hạnh phúc đích thực, bình an, hoan lạc và sự sống vĩnh cửu.